Apple, một trong những cái thương hiệu được xem là luxury ở trong giới công nghệ. Nhưng với một người làm kinh tế như Tim Cook thì ông sẵn sàng phá bỏ kể cả là truyền thống của hãng để có thể cho ra những con iPhone giá cả phải chăng, cạnh tranh với các nhà sản xuất khác ở trong phân khúc cận cao cấp. Và sắp tới thì họ sẽ làm gì với những con iPhone giá rẻ và nó ảnh hưởng gì đến các đối thủ? Anh em hãy cùng tìm hiểu nhé. Và mình là Hòa, đây là B Channel, một video thôi. Đầu tiên thì theo các nhà phân tích từ ngân hàng JP Morgan thì năm tới Apple không chỉ ra mắt 3 mà là 4 mẫu iPhone, tức là ngoài thế hệ tiếp theo của iPhone 10R thì chúng ta sẽ có một cái mẫu smartphone mới mà rất có khả năng là thế hệ tiếp theo của iPhone SE đã ra mắt từ 3 năm trước. Điểm qua một vài thông tin rõ rỉ về hai em này, với iPhone 10R mới thì chúng ta sẽ có một cái camera kép, chất lượng thì nó được bắt kịp với các phiên bản cao cấp hơn, nhưng màn hình thì vẫn được giữ nguyên 6,1 inch và chỉ có tấm nền IPS như thế hệ tiền nhiệm. Bên cạnh đó thì máy sẽ được dự đoán là sở hữu cái vi xử lý là Apple A13, cải tiến Face ID, camera selfie 12 megapixel và có thể sạc ngược không dây cho các thiết bị khác. Chúng ta cũng sẽ được bổ sung hai màu mới trên em này, đó là màu xanh lá và màu lavender. Giá dự kiến khởi điểm là 750 USD cho bản thấp nhất. Còn với mẫu iPhone SE mới, chúng ta sẽ có một cái thiết kế nhỏ gọn với màn hình kích thước chỉ 4,8 inch. Theo một vài rò rỉ thì cấu hình của em này có lẽ là sẽ khiến nhiều anh em phải nhăn nhó này, khi mà em này sẽ được trang bị cấu hình nó tương đương với những thế hệ iPhone 8, 8 Plus hay iPhone 10 đã ra mắt từ 2 năm trước, với con chip Apple A11 Bionic cùng 3GB RAM. Em này cũng sẽ được trang bị công nghệ 5G tiên tiến nhất và giá bán dự kiến là từ 399 USD cho bản thấp nhất. Việc ra mắt thế hệ tiếp theo của iPhone 10R là hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong thời gian vừa rồi thì iPhone 10R là cái smartphone có doanh số cao nhất tại Mỹ, cũng như trong hai quý vừa rồi thì đây là iPhone có doanh số cao nhất. Và theo trang 9to5Mac thì người dùng thường thích mua iPhone 10S Max hơn vì có kích thước màn hình to, nhưng nếu lựa chọn một model nhỏ hơn thì lại có cái xu hướng chọn iPhone 10R thay vì iPhone 10S vì có mức giá ok hơn. Còn về sự comeback của iPhone SE thì sao? Bởi vì bây giờ vẫn có một lượng người dùng rất là lớn cần những cái thiết bị nhỏ gọn này, và cái đối tượng người dùng này khá là đông, nhưng mà các nhà sản xuất khác vừa rồi thì đã bỏ qua cái phân khúc này đó. Và với mức giá khởi điểm chỉ từ 10 cho đến 17 triệu rưỡi theo tiền Việt thì có vẻ như Apple đang có cái xu hướng để mà bóp nghẹt thị trường, bóp chặt phân khúc và thâu tóm luôn cái mức giá cận cao cấp này, vốn là cái nhiệm vụ cũng hơi quá sức so với chỉ 10R hoặc chỉ SE. Ở phân khúc này thì Apple sẽ có ít đối thủ và cũng ít nhà sản xuất đầu tư vào, bởi người dùng với cái mức tiền này họ sẽ thường có tâm lý là cố thêm một chút nữa để kiếm một flagship của một cái hãng nào đấy. Nhưng mà với Apple thì lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Apple luôn đủ sức hấp dẫn để những cái mẫu máy mới của họ, dù là được xem là giá rẻ nhá, nhưng vẫn đủ sức thu hút người dùng, đảm bảo cái sự sang chảnh và thoải mái cần thiết khi mà mua máy. Và việc ra mắt của hai em này thì nó sẽ khiến lấp kín cái phân khúc từ khoảng tiền mà mình đã nói, và những cái đối thủ tiêu biểu như là Galaxy A80 này, Oppo Reno, Xiaomi Mi 9 thì nó sẽ phải nói là cực kỳ khốn đốn. Như là những cái mẫu máy mà đã giảm từ trước thì mình không nói đâu nha. Ví dụ như Galaxy A80 nhá, thì với những tầm tiền này và những cái trang bị của Galaxy A80 thì liệu anh em sẽ chọn mẫu máy của Samsung hay là những mẫu máy mới với trang bị cũng rất là ngon lành từ Apple? Một ví dụ đơn giản và gần gũi, đúng không? Rồi, vậy thì anh em hãy cùng mình xem là những mẫu iPhone với giá cả rất là ok này sẽ làm gì và sẽ khiến thị trường biến động như nào nhá. Nhớ like, share video để cảm thấy hay và subscribe cho B Channel. Tạm biệt.